trình phát triển đô thị quốc gia nhằm triển khai điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam tầm nhìn đến 2050. Ngoài năm thành phố trực thuộc trung ương hiện nay là thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, dự kiến sẽ phát triển thêm thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có thành phố Buôn Mê Thuột. Vậy Buôn Mê Thuột lên thành phố trực thuộc trung ương liệu có phải là sự thật? Về tiêu chí của đô thị loại 1, thành phố Buôn Mê Thuột đã là đô thị loại 1 từ năm 2010 theo quyết định 288 của Thủ tướng Chính phủ. Còn các tiêu chí về dân số, diện tích, đơn vị hành chính, thành phố Buôn Mê Thuột có 21 đơn vị hành chính gồm 8 xã và 13 phường, đạt 6 yêu cầu 9 đơn vị hành chính. Dân số của thành phố Buôn Mê Thuột đạt 485.000 người trên yêu cầu 1 triệu người, diện tích hơn 377 km² trên yêu cầu 1.500 km². Vậy để lên thành phố trực thuộc trung ương, Buôn Mê Thuột cần mở rộng, sáp nhập thêm diện tích. Theo quy hoạch năm 2024 đã công bố, phương án mở rộng địa giới hành chính của thành phố Buôn Mê Thuột sẽ thực hiện sáp nhập các xã lân cận gồm xã Cư Xê, Cung Đăng, Hòa Đông và sáp nhập hơn 10 km² của Buôn Cờ Rô A thuộc xã Ia Nờ Rơn vào thành phố Buôn Mê Thuột. Tổng diện tích và dân số sáp nhập vào thành phố là khoảng 127 km² và gần 40.000 người. Điều cực kỳ quan trọng, đố bạn tại sao Buôn Mê Thuột được xây dựng lên thành phố trực thuộc trung ương? Thành phố Buôn Mê Thuột không những đã là đô thị loại 1 mà còn đang được xây dựng để lên đô thị đặc biệt, đô thị trung tâm của vùng Tây Nguyên. Vì Buôn Mê Thuột sở hữu vị trí cực kỳ đẹp nằm ở trung tâm Tây Nguyên và là trung tâm đất nước. Hiện nay, thành phố Buôn Mê Thuột đang được rất ưu tiên đầu tư tập trung xây dựng để phát triển xứng tầm trung tâm của vùng Tây Nguyên. Điển hình, bạn thấy thông qua việc chi vốn mạnh cho các con đường nghìn tỷ kết nối thành phố Buôn Mê Thuột với các trung tâm kinh tế quan trọng như cao tốc Khánh Hòa Buôn Mê Thuột khoảng 22.000 tỷ đồng đang tốc độ làm nhanh, đường Hồ Chí Minh khoảng 1.800 tỷ đồng đang thi công, đại lộ Đông Tây 1.239 tỷ đồng và đường Tránh Tây 700 tỷ đồng đều đã đưa vào sử dụng, và hầu như tất cả các tuyến cao tốc sắp tới triển khai thực hiện tại Tây Nguyên đều kết nối vào trung tâm Tây Nguyên là thành phố Buôn Mê Thuột. Việc thành phố Buôn Mê Thuột lên thành phố trực thuộc trung ương nhằm tạo thế cân bằng giữa ba miền Bắc, Trung, Nam, vị trí trung tâm kinh tế của Tây Nguyên, trung tâm kết nối với các khu vực kinh tế đào tạo của quốc gia để phát triển đất nước. Theo tiến trình đến năm 2030, xây dựng thành phố Buôn Mê Thuột trở thành đô thị trung tâm của vùng Tây Nguyên, việc Buôn Mê Thuột lên thành phố trực thuộc trung ương là hoàn toàn khả thi.